Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Xe Tải Hà Thành và tôi là Phú Quý. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe tải phao 8 tấn nhập khẩu đời 2021 mới nhất do Long Giang nhập khẩu. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại đối với cái xe sản phẩm 8 tấn này. Xin mời quý vị. Thì ngay sau tôi chính là cái dòng sản phẩm xe tải phao 8 tấn. Cái dòng này thì là dòng thùng dài. Đấy, nếu quý vị gióng thùng lên thì thùng nó dài 9m7. Thì quay lại tổng quan một chút về chiếc xe. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái cabin của xe được thiết kế theo thiết kế mới, cabin G6L, rất là nhìn trông rất là hiện đại và có cái gì đó phong cách rất là châu Âu, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thấy là cái nổi bật ở trước là logo của phao. Ở đây chúng ta thấy số 1, có nghĩa là cái tập đoàn ô tô đầu tiên tại Trung Quốc. Hai cánh chim ở bên cạnh đây và cái vòng tròn đây cho thấy khát vọng của phao vươn xa ra thế giới. Ở trên này chính là cái thương hiệu Long Giang, nhà nhập khẩu chính thức và duy nhất tại thị trường Việt Nam. Ở dưới các bác có thể thấy rằng cái mặt ca lăng này là một cái đặc trưng rất là rõ nét của các cái dòng xe tải tại thị trường Trung Quốc. Đó là cái mặt hình thang ngược. Tuy nhiên đối với lại phao thì đã thiết kế cái ở đây dạng mắt tổ ong. Nhìn nó có một cái gì đấy rất là đặc trưng của phao. Phía dưới một chút các bác có thể thấy đây, cụm đèn. Ở đây thì cụm đèn được vẫn là thiết kế là cái đèn halogen thôi. Nhưng tuy nhiên là cái bản mặt của cái đèn rất là rộng và độ sáng rất là cao, giúp các bác tải quan sát tốt trong cái điều kiện thiếu sáng. Ở phía dưới một chút thì chúng ta vẫn có cái đèn sương mù như thường lệ. Thì cái đèn này sẽ hỗ trợ cho cái đèn pha cho chúng ta đi trong cái điều kiện mà thời tiết có sương, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, ở những cái vùng Tây Bắc vào cái tháng 1 đến tháng 4. Thì cái đèn này sẽ giúp hỗ trợ rất là nhiều, giúp các bác tải quan sát tốt và đi lái xe nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ở phía trên một chút thì chúng ta có cụm gương, gương thì gương dàn, có cả gương chiếu trước cabin và gương chiếu lốp. Thì đối với gương của những chiếc xe dài như này, các bác có thể thấy rằng là cái diện tích mặt gương rất là lớn, giúp các bác tải quan sát hết tầm được về phía đằng sau. Cũng như cái gương chiếu gần này, các bác có thể nhìn thấy phía dưới lốp ở đây, thì giúp các bác tải đi nó sẽ an toàn hơn, quan sát tối đa được. Ở đây các bác có thể thấy cái tem G6L 220. G6L chính là cái mẫu cabin của chiếc xe này. Thì đối với cabin G6L thì được sử dụng trên rất nhiều các dòng xe của phao, kể cả đầu kéo, kể cả xe thùng. Đó. Thì 220 chính là cái công suất của động cơ. Thì một lát nữa ra phía sau tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Đối với lốp thì cái đặc trưng của các dòng xe nhập khẩu của Trung Quốc ấy, thì sử dụng lốp là lốp tam giác. Còn đối với các cái hãng xe mà lắp ráp trong nước thì thường thường sử dụng lốp của Đà Nẵng. Cơ lốp ở đây là 10R20. Lốp này là lốp có xăm, giúp chịu tải tốt hơn. Đối với cái lốp này thì cũng nhiều bác là thích cái lốp nó to hơn, nhưng cũng nhiều bác thích lốp nhỏ hơn, tùy theo cái nhu cầu của các bác. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng một cái lốp 10 nó khá là phù hợp đối với một cái chiếc xe thùng 8 tấn như thế này. Thứ nhất là nó vừa có khả năng chịu tải tốt. Thứ hai là cái khoảng cách từ cái mặt sàn thùng ấy, khi mà các bác lên thùng ấy, xuống đến mặt đất nó rất là tối ưu để giúp cho các bác có thể chở hàng. Đó. Rồi ra phía sau một chút thì ở đây là cái cụm bô xả. Bên này thì chúng ta có ắc quy ở đây. Nó được bọc vào đây nhìn nó rất là sạch sẽ, giúp các bác đi mưa yên tâm. Ở trong này là hai bình các bác nhé. Đó. Bên này là hai cái bình hơi các bác biết rồi. Ở đây thì sassi là dạng đơn thôi, tuy nhiên là cái mặt sassi rất là rộng, đến 27 phân và độ dày là 7 ly. Ở đây chúng ta nói qua một chút về cái động cơ. Động cơ của phao là động cơ phao xanh hay còn gọi là phao si đấy ạ. Thì là do chính phao nghiên cứu và sản xuất. Động cơ của chiếc xe này là động cơ 4 kỳ 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp làm mát bằng nước và cho cái công suất tối đa là 220 mã. Thì đây là một trong những cái chiếc xe mà có thể nói là có cái công suất là lớn nhất trong cái phân khúc của mình. Tuy nhiên cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe này thực sự rất đáng nể, chỉ 17 lít trên 100 km. Đối với những cái chiếc xe kể cả 4 máy công suất 180 cũng không thể nào mà so sánh được đối với chiếc xe này về cái độ tiết kiệm. Thứ hai là hộp số là hộp số của Fast. Rất nhiều những cái hãng xe trên thế giới sử dụng hộp số của Fast bởi cái độ uy tín cũng như là chất lượng của nó. Các bác hoàn toàn có thể yên tâm về cái hộp số này. Rồi ra phía sau một chút đi. Ở phía sau chúng ta có nhíp đây. Nhíp sau là nhíp 2 tầng.
nhíp trước thì là một tầng 9 lá, nhíp sau là hai tầng 13 lá. Đó. Độ rộng là 9 phân, dày là 1 ly 2. Nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Đó, từng cái mõ nhíp nhìn nó rất là dày, các bác hoàn toàn có thể chở nặng được. Đối với các bác mà chở khoảng 14-15 tấn đổ lại thì chúng ta cũng không cần phải độ thêm nhíp. Nếu mà các bác mà cần chở nặng hơn nữa thì chúng ta có thể nghiên cứu. Phía sau đây chúng ta có cái cụm đèn, đèn hậu. Được thiết kế tích hợp rất nhiều cái đèn báo phía sau, giúp các bác tài lái xe phía sau có thể quan sát tốt được khi chúng ta dừng đỗ, chúng ta phanh lại, đúng không ạ? Rồi, đối với cái thùng xe này, thùng nếu mà các bác đóng lên ấy, thì nó dài là 9m7, rộng là 2m35, cao là 2m15 đối với là cái thùng mới bạc. Còn đối với cái thùng ví dụ như cái thùng chuyên dụng như cái kia, thùng linh kiện điện tử, thì cái chiều cao của thùng có thể lên tới hơn một chút, khoảng 2m5, 2m6. Đó, các bác có thể tính, tại vì từ dưới đất lên là khoảng 4m. Thì đối với cái thùng ấy, thì chúng tôi hoàn toàn có thể tư vấn cho quý khách được. Đối với tất cả các loại thùng, từ thùng mui bạt, thùng kín, thùng giống như cái thùng linh kiện điện tử, thậm chí là những cái chiếc xe đóng cẩu, đóng bồn, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ được cho quý vị. Và khi quý vị các bạn đến với Long Giang, chúng tôi sẽ tư vấn làm sao cho các bạn là giá thành rẻ nhất cũng như là chất lượng là tốt nhất. Kể cả tư vấn đóng sàn, đóng dầm hay là tất cả những cái trụ của thùng làm sao cho nó phù hợp với quý vị. Rồi xin camera lên phía trên một chút. Ở đây chúng ta có cầu này. Cầu sau của xe tải phao 8 tấn sử dụng là cầu nhanh. Và tỷ số truyền là tải trọng cầu là 11,5 tấn. Nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta chở tải quá tải rất là ok. Đó. Đấy thì các bác có thể nhìn xem là nó rất là dày, cũng rất là to, đúng không? Cái chiều dài cơ sở của chiếc xe là 7m1. Thì đối với các bác mà chạy đường bằng đường lớn ấy, thì chạy cái dòng này rất là thích, chở rất là nhiều hàng. Ở đây thì chúng ta có cái bình dầu được là sử dụng là bằng nhôm. Đó, nhìn nó rất là sạch, chúng ta dễ dàng vệ sinh, thứ hai là nhìn thẩm mỹ nó rất là đẹp, đúng không? Dung tích là 200 lít giúp các tài có thể đi được một cái quãng đường rất là dài, chúng ta mới phải đổ dầu, giảm được cái thời gian. Bên cạnh thì chúng ta có một cái bình nhiên liệu ure. Cái này thì là theo cái tiêu chuẩn khí thải mới của Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tất cả các xe nhập khẩu và lắp ráp khi đưa ra thị trường phải đạt cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 5. Thì cái này nó sẽ giúp cho cái khí thải khi mà thải ra môi trường ấy, nó được sạch hơn. Thì hiện tại cái dung dịch này chúng tôi cũng đang có bán tại Long Giang. Nếu như quý vị quan tâm cứ liên hệ với chúng tôi, bất kể lúc nào chúng tôi cũng có thể hỗ trợ được quý vị. Rồi, chúng ta sẽ cùng lên cabin. Đầu tiên là cái cabin của chiếc xe phao này là cabin nâng bằng điện, nên là giảm các cái thao tác cũng như là giúp các bác tải nhàn hơn khi chúng ta nâng cabin lên. Đây cái nút nâng cabin các bác có thể thấy ở đây. Đó, khi các bác bấm nút ở đây thì chúng ta xuống bên dưới kia chúng ta chỉ cần ấn một cái nút ở cạnh cabin nữa thôi là chúng ta có thể nâng được cabin. Đầu tiên khi mình ngồi lên chiếc xe này thì cái cảm giác đầu tiên là êm ái, bởi vì xe sử dụng cái ghế là ghế hơi. Đây các bác có thể thấy ngồi rất là êm. Giúp các bác tài đi được những cái cung đường dài ấy, sẽ giảm được mệt mỏi. Thứ hai là cái ghế các bác có thể thấy rằng thiết kế rất là thể thao và ngồi rất là ôm người. Đây các bác có thể thấy hai cái bên này ngồi rất là ôm. Mặc dù là ghế vẫn đang là ghế nỉ nhưng mà được thiết kế hai màu tương phản, màu đỏ màu đen. Từng cái đường chỉ ở đây được may rất là tỉ mỉ, các bác có thể thấy không có một chút chỉ thừa nào, mà may rất đều, rất là đẹp và rất chắc chắn. Tôi khá là thích cái ngồi cái ghế này, rất là thoải mái. Thứ hai ở đây chúng ta có kính điện, kính lên xuống bằng điện và một chạm. Nó rất là hữu ích cho các bác tài, đặc biệt là chúng ta đi qua các cái trạm thu phí, thu vé thì nó rất là tiện, đúng không ạ? Nó giảm được cái thao tác chúng ta cứ phải quay tay như ngày xưa thì nó rất là mệt. Ở đây chúng ta có rất nhiều những cái cụm đồng hồ. Ở đây có đây là những cái bên phao người ta dán cả cái tem QR ở đây để khi về Việt Nam chúng ta có thể kiểm tra này. Ở đây là vòng tua này. Trên này là đồng hồ dầu. Đây là đồng hồ hơi. Bên này là đồng hồ nhiệt độ và công tơ mét. Đó. Ở đây thì chúng ta có phần phía trước này thì chúng ta được mạ bằng giả gỗ thôi. Tuy nhiên rất là đẹp, rất giống những cái chiếc xe sang. Đó, nhìn nó có một cái gì đấy nó cũng hiện đại hơn, đúng không ạ? Ở đây hệ thống điều hòa được trang bị theo xe, điều hòa 2 chiều và mát cực kỳ nhanh. Đó. Ở đây chúng ta có một cái nút rất là đặc biệt, đó là cái nút chỉnh mức nhiên liệu theo cái tải trọng. Thì tùy theo các bác chạy hàng có tải, không tải và tải nặng thì chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất.
để giảm thiểu được cái lượng nhiên liệu khi mà mình chạy, nó sẽ tiết kiệm được chi phí khi bác tải mà chúng ta di chuyển trên đường. Ở đây chúng ta cũng có cái cụm radio giúp các tài giải trí, thường thường chúng ta hay nghe kênh 91 đúng không, các bạn đi đường thì nó rất là hữu ích. Hộp số ở đây thì như nãy tôi nói đấy, hộp số của Fast 8 số tiến 2 số lùi, lấy chuyển tầm ở trên cần số luôn. Đây là phanh hơi rồi. Ở trên xe cũng được trang bị rất nhiều những cái hốc để đồ. Xin lỗi quý vị, ở đây là những cái túi bọc của cái ghế, xin phép quý vị nhé. Đó, ở đây là những cái cụm để đồ này, phía trước này, ngay cả bên trên trần cũng được bọc nỉ nhé các bác nhé, rất là sạch sẽ. Đó, các bác về có thể là bọc thêm ni lông vào thì chúng ta chạy thoải mái. Dưới này cũng rất nhiều những cái hốc để đồ. Đó, rồi phía sau thì chúng ta có giường nằm, thì phía sau vẫn đang có cả những cái đồ nghề theo xe. Đó, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giường nằm đằng sau rất là rộng, thoải mái cho các bác tài nghỉ ngơi buổi trưa. Đó, thì hiện tại thì đối với xe tải thùng này đang được Long Giang phân phối với rất nhiều các cái chương trình khuyến mại trong cái tháng, đặc biệt trong cái tháng 8 tới này. Thì nếu như quý vị các bạn có quan tâm ấy, thì cứ vui lòng liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ cũng như tư vấn cho quý vị. Và rất là mong quý vị khi mà xem video này có thể để lại một lượt like, một lượt share, một lượt đăng ký kênh để chúng tôi có thể tiếp tục có những cái động lực để làm những video tiếp theo. Xin chào.